bắt đầu với 10.000 xôi trắng mua ngoài chợ các bạn nhé, mua ở cái hàng quen ấy, ở gần chợ nhà tôi có cái họ làm rất nhiều loại xôi, trong đó có xôi trắng. Lần trước mua 20.000 nhiều quá, lần này mua 10.000. Các bạn lúc nào cũng có tiền được ăn bánh dày nếu khéo biết cách kết hợp xử lý tình huống. Một tuần cho phép mình ăn xôi lạc một lần. Cái đường của nếp này nó tốt cho não này, ngũ cốc. Cái bánh dày là dương là âm. Theo các bạn 10.000. Các bạn để ngăn mát, sau nó cứng lại, nó làm một loại bánh các bạn có thể chế biến thành nhiều món ăn. Cái cối đá này là ngày xưa không dùng đến mấy năm rồi, nghe tôi mang lên chùa đình quán tôi để, không nói gì mai câu nào. Đồ của nhà tôi thấy quý mà tôi không có chỗ để là tôi cứ lẳng lặng tôi mang lên chùa. Chùa nhiều kho lắm, cứ để đấy, nếu mà chùa dùng thì dùng, nếu không dùng mình cần mình xin lại. Rất là tốt. Đấy. Cứ giã vài chày thôi này. Cái bí mật này mãi chúng tôi mới biết, hàng chục năm sau chúng tôi mới biết. Hơn. Cứ cho dầu ăn mà thì nó có bị dính. À, đơn giản như thế này mà không biết học hỏi ở đâu với ai. Mà không biết cách tra trên mạng mà vì tiếng Nhật không biết. Cho đến khi chị Nhi chị mới nói chuyện và thấy cái cách làm, quay không biết bao nhiêu clip của người Nhật, từ xay bằng máy đến giã bằng tay. Cái chày của họ hay lắm, họ cầm hai tay họ bổ xuống, nhưng mà Việt Nam mình chưa chế ra được cái loại chày đấy. Thôi mình cứ dùng cái chày của mình cái nào, chế được cái loại chày kia thì sau. Mình trước không có kinh nghiệm làm thì nó bị hạt to nó không nhỏ ấy. Lần này có kinh nghiệm hơn thì nó nhuyễn hơn. Chúng ta hôm nay cũng có cả một cái dụng cụ này để có thể giã cái cối làm mốc chi của Nhật. Các bạn muốn làm các bạn phải đổ nước sôi vào nhá. Đây, ngâm cho nó nở những cái thớ gỗ ra. Ngâm cho nó nở những cái thớ gỗ này ra rồi bắt đầu mình cũng giã như thế kia. Tôi thấy người ta đổ nước nóng nước sôi vào có lý, rất có lý, để làm cho gỗ nó nở ra. Người ta làm bằng cả hai loại, thử xem. Vừa làm vệ sinh mà lại vừa nở cái vân gỗ ra, nở cái thớ gỗ ra. Thử xem nhá. Cái chày của họ như cái búa ấy, cầm hai tay nên lực của nó mạnh lắm. Cái này cũng gần thành bánh dày được rồi đây. Bây giờ mình thử giã theo cái kiểu này. Lai lai giữa Việt Nam và Nhật Bản. Mình cho cái này vào đây để lát nữa mình rửa cho nó dễ. Bây giờ nhé, thử xem. Giã vào đây hay hơn các bạn, nó nông, mình xử lý nó dễ, cái kia nó hơi sâu. Không có thì cứ dùng những cái cối cũ có sẵn. Còn người Nhật họ thửa cái này ra, cái họ làm nhiều ấy, họ làm số lượng nhiều ấy. Tôi thấy họ cái cối của gỗ của họ cũng khá sâu. Họ giã mỗi mẻ mấy cân xôi. Đây là tôi ngẫu nhiên hôm ấy đi với sư tư đi sang Thái Lan, transit ở Bangkok. Sư dẫn ra một cái ra ngoài ngoài
ngoài sân bay đến một cái cửa hàng lớn bán second hand của Nhật. Tôi nhìn thế này là tôi biết ngay, bởi vì mình có xem ở trên mạng về giã bánh giày của Nhật rồi. Tôi mua về mà ít khi có điều kiện để làm lắm, vì mình chỉ nghĩ thuần đơn giản một chiều là mình phải đồ lấy xôi, không biết là ở ngoài chợ có sẵn xôi trắng. Thứ hai là giã bằng cái chày nào, và thứ ba nữa là làm thế nào cho nó khỏi dính. Cứ loay hoay ở cái chỗ dầu ăn ở làng Quang Gánh, là cái làng bánh giày nổi tiếng ấy, họ giã bằng máy và họ giã bằng mỡ lợn. Thế cái cậu ở trong làng ấy, nó làm bánh chưng trước đây, cách đây 5-7 năm trước nó làm bánh chưng cho nhà tôi bán ấy, thì tôi đặt công thức rất là tuyệt vời, nhưng mà tôi bảo bây giờ làm nào làm bánh giày, bởi vì là ở đấy họ nổi tiếng với cái món bánh giày, mà chả hề nghĩ ra là cho nước. Không, cháu cho thử mấy cái loại dầu đều không được đó. Mình lật lại, và tôi nghĩ rằng chỉ thể cần đến thế thôi, dùng trong gia đình nhà mình dùng ấy. Bạn nào thích nhuyễn nữa thì tiếp tục giã, còn tôi thì tôi bằng lòng với cái độ nhuyễn như này. Mình có thể ăn ngay trong buổi sáng này, hoặc là mình làm bánh và mình giã hai cối, ví dụ như là mình mua 20.000 xôi chẳng hạn, thì mình làm thành hai cối. Với những bạn khỏe tay thì nó cũng tương đối nhanh. Dễ, nó không dính lắm. Đấy. Lát nữa các bạn có thể thử thức. Nhà làm lấy.